Thời gian qua, nhiều gia đình dòng họ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nâng cao ý thức trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, hiện nay tất cả các đám hiếu đều không tổ chức làm cỗ để phòng chống dịch COVID-19. Nếu có làm, các gia đình tổ chức gọn nhẹ, nhiều thủ tục được cắt giảm, chỉ có người thân trong gia đình. Như vừa qua, cụ thân sinh của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đa Lộc Từ Trần, gia đình đồng chí đã gương mẫu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Thì chúng tôi cũng có các đoàn, tức là để hướng dẫn, tức là khách đi theo đúng quy định, tức là cách ly khoảng cỡ 2 mét, khách xa gần đến phúng viếng thì gia đình tôi có khẩu trang, có thuốc khử khuẩn. Thống kê tỷ lệ hỏa táng tại xã Đa Lộc chiếm tỷ lệ trên 90%, như tại thôn Trạo Thôn, từ đầu năm đến nay có 4 trên 4 đám hiếu tổ chức hỏa táng. Ngoài ra, xã Đa Lộc triển khai mô hình vòng hoa luân phiên là 3 vòng hoa viếng bằng nhựa cấp cho mỗi thôn để khi gia đình nào trong thôn có đám, các vòng hoa đó sẽ được tái sử dụng. Đây là cách làm văn minh tiết kiệm được người dân đồng tình, ủng hộ. Từ năm 2019 đến nay, là ngay ban đầu là có nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy, của Ủy ban, rồi các cái chi bộ của các cơ sở thôn. Quán triệt chỉ đạo từ các đồng chí cán bộ đảng viên tới các ban ngành đoàn thể và toàn thể nhân dân tuyệt đối là phải chấp hành nghiêm về cái quy định phòng chống dịch. Tổ chức đám hiếu là không ăn uống, không có làm cỗ linh đình như ngày xưa. Cán bộ y tế là phải tới là phun phòng sát khuẩn. Đối với các đám hỷ, nhận thức được nguy cơ, nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19. Nhiều gia đình trong tỉnh mặc dù đã mời khách và mua thực phẩm với số lượng lớn, song khi nắm bắt được thông tin về tình hình dịch bệnh, các gia đình đã đồng tình hoãn tổ chức sự kiện hoặc giảm quy mô với hình thức báo hỷ, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch và không mời khách từ tỉnh ngoài. Kế hoạch chúng tôi tiếp khoảng 150 mâm khách, nhưng chúng tôi giảm xuống chỉ trong nội bộ quy mô gia đình. Chính sự chủ động chấp hành của mỗi gia đình, dòng họ, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19 ở tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua.